Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình lại trở lại rồi với cái phần tiếp theo của Canon R5C. Thì hồi sáng nay mình mới ngủ dậy thì mình gặp ngay những câu hỏi mà liên quan tới R5C. Thì bữa giờ mình khá là bận nên ra mình không có thời gian để mà mình làm video. Thì may mắn là cũng có được cái content để mà có thể chia sẻ cho mọi người ha. Thì hiện tại mình sẽ mình nói về tiếp tục về con Canon R5C này nó như thế nào. Đây R5C thì hôm nay mình sẽ cho mọi người coi những điều về R5C. Thì trước tiên là mình sẽ nói về cái vấn đề thẻ nhớ. Thì bữa trước mình có nói về vấn đề thẻ nhớ là con R5C mình rất là thích cái thẻ này. Đây là thẻ này, đây là thẻ của ProGate Race. Thì Race này là nó có tốc độ là 1700, nhưng mà chưa chắc nó chưa quay được 8K, chưa quay được 8K 60 fps đâu nha. Tại vì 8K 60 fps nó tới 1800 mấy lận, 1900 lận sao á. Còn nếu mà quay mà các bạn LT á, các bạn biết file nhiêu không, nó tới 2.5 GB, hơn 2.5 GB cho một giây. Đó là khủng khiếp nha. Thì con này á, thì mua thì cũng có bản cao hơn, nhưng mà với mình á, thì cái bản này là vừa đủ sử dụng. Tại vì nhu cầu của mình hiện tại 4K là nhiều, còn nếu mà trong trường hợp 8K thì cũng ít lắm. Nên đâm ra là mình chưa có nhu cầu mua tới cái thẻ cao hơn. Rồi, thì một cái thẻ này á, thì mình có thể làm một cái đám cưới khoảng tầm 200 phút. Bữa trước mình là 4K 60fps với lại 499 10 bit, 422 10 bit á, thì khoảng tầm đó. Cái bản hình như là bữa đó mình quay là bản 225 GB một giây, đúng rồi. Thì bản đó thì với mình thì đủ sử dụng rồi. Nếu mà mọi người sử dụng thì con này nó bá cháy bồ chát. Ok, rồi tiếp tục á, là đợt này mình lại tìm ra một vấn đề, một cái giải pháp để mà có thể fit được cái vấn đề pin bọng á. Thì đây là pin hãng phải không? Thì chờ xíu. Thì đợt này mình đã chơi tới cục pin của Smallrig. Nó có cái bản dành cho bản E6NH. Đây, bản E6NH nè. Thì cái bản E6NH này thì nó khá là ngon. Và pin thì mình thấy cũng gần cái trang của hãng. Thì mình recommend mọi người sử dụng nếu mà trong trường hợp nhu cầu cần pin for. Thì đây là cũng là option nó khá là thú vị. Rồi thì thêm đợt này nữa thì mình mò thêm được cái vụ của dummy. Dummy thì đợt vừa rồi mình có lên cái group của Canon R5C của tại Mỹ và châu Âu đồ á, thì mấy anh em mới share nhau. Thì mình mới hỏi là ủa tao sử dụng dummy mà sao cái máy của tao nó không work. Nó thì mà nó mới share với mình đó là tụi tao mới vừa tìm ra một cái loại của thằng Avin Cable. Thì nó chuyên là nó làm mấy cái cục dummy này nè. Thì mình đã mua được cái này. Nó có cái bản E6NH. Bản E6NH này thì khá là ok. Bản E6NH thì mình bỏ vô thì mình xài khá là good. Cái câu hỏi tiếp theo mà mình nhận được là vấn đề về pin và làm sao mà để sử dụng, recommend một cục pin dành cho dummy cho con R5C. Thì gần như thấy rất nhiều anh em R5C sử dụng là sorry, có người sao không sao. Thì recommend là sử dụng FX Lion. Thì FX Lion này thì cái cục này nó khá là gọn. Và thường thường ngày xưa là mình hay để xéo nè. Dạ, bỏ như vậy. Thì mình khi mình bỏ như vậy thì mình sẽ cắm vô cùng với cái sợi cable này nè. Chờ xíu, ủa cable đâu? Sợi cable này, thì sợi cable này nó sẽ vô cái đầu này nè, cái đầu dẹp này nó sẽ vô này. Và nếu mà trong trường hợp mà các bạn sợ hư cái đầu mà của cái chót á, thì các bạn có thể cắm vô này nè. Thì có thể cắm vô cái này để mà cắm vô cái đầu USB Type-C của cái máy để mà nó chót, vừa xài dùng luôn với cục pin hãng. Thì đó là không sử dụng cho qua dummy. Còn khi sử dụng dummy á, thì các bạn phải sử dụng qua cái đầu đi tháp này.
đi ra đầu đi thác. Thì chính vì vậy cái cục pin này nó sẽ cùng với cục pin hãng nó có thể nuôi được cái máy khoảng tầm 2 tiếng 2 tiếng rưỡi. Khoảng tầm 2 tiếng 2 tiếng rưỡi, có thể hơn khoảng tầm 2 tiếng rưỡi à, chứ cũng không hơn đâu. Và nếu mà trong trường hợp á, và mình nói mọi người mua cục này á, cục pin này thì nó quá to, cục này nó 150W mà rất là nặng, và thêm cái nữa là bỏ vô cái máy á, thì nó sẽ không cân. Nếu mà trong trường hợp mà muốn gọn á, thì nhìn này, cái máy với cục pin nó muốn ngang ngửa nhau nhiều nè. Thì cái cục pin á của 150W này á, từ ngày xưa tới bây giờ mình họ toàn sử dụng cho mấy máy cine, chẳng hạn như Zcam, Blackmagic, hoặc là mấy cái máy bự sẵn rồi mình build rig á, mình short bằng run gun, nó có là mấy cái build bự nè, thì mình mới chơi cái pin của Vmao mà chơi pin bự vậy. Còn nếu mà trong trường hợp mà sử dụng cho R5C thì mình vẫn recommend mấy cái loại nhỏ nhỏ. Mấy loại nhỏ nhỏ bây giờ nhiều mà, của thằng GV đồ, nói chung là nó cũng xài, miễn sao kiếm cái đầu USB Type-C để backup để trong trường hợp ấy. Còn nếu mà trong trường hợp á mà không có Vmao này á, thì mình cũng rất mọi cảm ơn mọi người mua cái loại sạc mà sạc USB Type-C luôn á, là khoảng 65W đến 100W nó cũng vẫn chạc vô nha, vẫn vô pin nha, nó vô cũng mầm lắm. Thì bữa trước mình cũng có cục 75W sạc đầu ra nó là từ 65W cho tới 100W, thì nó sạc khoảng nó cũng trụ khoảng được khoảng khoảng cỡ hơn 3 tiếng, tầm 3 tiếng với lại cái cục này. Mà cục đó thì mình chỉ sơ cua thôi để mình sử dụng cho con đèn của Jihun M40 thôi, nên đâm ra nhiều khi không có phải sử dụng hoài. Ok. Rồi tiếp tục nữa. Bây giờ mình sẽ nói về cái menu của con R5C này. Ok, thì bây giờ trước tiên mình sẽ bật cái monitor đã. Thì cái menu của R5C này á, thì có thể nói là bữa trước mình có nói luôn á, là menu của R5C này nó có hai cái menu khác nhau. Thì trong này nó có một cái menu á là của chụp hình. Bây giờ mình sẽ cho mọi người cái menu của chụp hình. Thì cái menu của chụp hình á, bây giờ mình sẽ bỏ trên file monitor cho mọi người coi luôn. Thì cái menu chụp hình nó sẽ không khác gì mấy loại menu của những cái máy R5, R5C, R7 hoặc là mấy cái máy bình thường phổ thông của Canon dòng chụp. Y chang, không khác. Y chang R3 luôn. Rồi, ok. Cái vấn đề nó không nói nha, chuẩn bị mọi người chú ý nha. Cái đoạn này mới vui nè. Từ đoạn đang chụp gạt qua quay nè. Cập nó tắt một cái, xong phải chờ mấy giây xong mới làm nó mới bật lên lại. Rồi, bắt đầu nó mới lên nè. Thì bắt đầu là mọi người thấy câu chuyện đó không? Nếu mà các bạn vừa chụp vừa quay, vừa hybrid, vừa chụp luôn á, vừa quay luôn nha, không nên đụng vô con này. Con này là cua chuối chỗ đó đó. Rồi thêm cái nữa nha, khi mà cái chụp á không thể nào quay được, nói luôn nha, tức là khi đang chụp nha thì không quay được, mà khi quay cũng không chụp được luôn. Nên nếu mà ai có nhu cầu mà chơi này mà chơi chỗ đó, né nó ra, né con này ra nha. Nhưng mà nếu mà xác định là mua con này để mà chỉ quay không á thì ok. Rồi ví dụ như cái lúc mà chụp không nha thì kèm thì ok. Cái đường hybrid mà kiểu giống như là vừa nhảy qua chụp vừa nhảy qua quay á, thì con này hơi cua chuối. Nhắc thì lại vậy nha, nhắc rồi nha, chứ đừng có nói là không kêu là không có review đàng hoàng nha. Ok. Rồi hôm qua mình làm video nhưng mà nó bị không tốt cho lắm, nên ra bây giờ mình sẽ làm một cái review chính xác hơn cho mọi người. Hiện tại mọi người thấy không, pin nó chỉ hoạt động chỉ 43 phút thôi, chứ nó không pin nhiều đâu nha. Nên nó nếu mà để mà mọi người mà cảm giác mà sử dụng lâu thì mình nghĩ không nhiều. Mà hiện tại cái quạt nó đã chạy rồi nha. Nghe tiếng dù dù dù. Có thể thấy cái chữ farm màu xanh này. Thì nó đã... Đây, cái farm nó đã chạy rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vô menu. Cái menu của máy này nó sẽ có gì nè. Đây là phần khẩu. Rồi, đây phần là shooter. Có thể chỉnh qua shooter speed hoặc là shooter angle, giống như kiểu của máy con Cine ISO thì mọi người thấy rồi ha. Trong đó này hiện tại là cái phần line. Rồi cái thằng auto AF thì để mình bật cái này lên, lên. Thì nó sẽ có rất nhiều lựa chọn.
Đây là phần face check-in. Thì nếu mà mọi người muốn check-in, mọi người phải bấm gá một cái nút nào đó, ví dụ như của mình là số 10, mình bấm vô số 10, sau đó mình mới bấm vô cái màn hình thì mình mới có thể lấy nét được cái chủ thẻ của mình, của chú vô đó. Ok, phần này thì không nói. Phần này thì nó có chấm rung, là chấm rung hai hai thì giống như là nó sẽ drop lại vùng của mình chút xíu, và sau đó là nó sẽ giống như kiểu mấy máy kia thì nó sẽ drop lại vậy thôi. Và nó có một cái là nó có cái enable fit để mà có thể set size 1.3, 1.8, 2.0, và nó có thể tùy theo cái lens của mình nữa. Ok, cái phần này là cái phần C-Log3 đầu kia nọ, nó sẽ có 709 HLG tỷ lệ hợp lũ nha, nhưng mà giờ mình không bấm vô, tại bấm vô là nó sẽ ra rồi. Cái phần này là phần mà để phục mát thẻ, nhiều anh nhiều chị không biết sử dụng á, thì đây là cái phần mà để mà phục mát thẻ nha. Nên nếu mà cái phần này á mà không biết á là mình bấm vô phần này là đã đúng, nó sẽ nằm ngay phần mát phà đó luôn á. Cái này á, thì nó sẽ có Super 35 và Super 16. Thì Super 35 này nó là drop 1.54, và Super 16 thì nó sẽ drop 2.0, giống như của Blackmagic rồi là mấy con Panasonic GH5, GH6 đó. Ok, rồi tiếp tục. Đó, rồi đây cái phần gọi là cái vùng mà các bạn sẽ sử dụng, ví như cái vùng cái số quét của cái nơi mà mọi người quay phải không? Ok, còn bây giờ mình sẽ nói sơ qua về phần RAW SD và LSD. Đây là hai phần RAW, có nghĩa là một phần RAW lớn và một phần RAW nhỏ. Phần SD á, nó chỉ là quay phim 8K 24 fps, chắc do mình chưa xài hết nên là mình không biết. Nhưng mà khi đã RAW nó sẽ là 8K hoàn chỉnh nha, chứ không phải là Full HD. Được các, hoặc là 4K, có nghĩa là nó chỉ là 8K thôi, và lúc nào cũng 8K. Thằng LT á, là nó có thể quay được 8K 60 fps. Thì con SD này á, nó là khoảng tầm một gig chín, một gig chín. Như nãy mình nói là một gig chín để mà mình thu cái phim 8K 24 nó phải RAW. Mình chưa chắc file 422 bản 10 bit, nhưng mà cái file RAW này thì nó 12 bit nên nó sẽ rất là nặng. Rồi cái phần HDMI á, xin lỗi, RAW LT á, thì nó sẽ là hơn 2,5 GB một giây, nên rất là nặng. HDMI á, của thằng RAW á, thì mọi người sẽ sử dụng cho cái mục đích đó là cái mục đích là mọi người sử dụng cho mục đích là quay cái record trên những cái màn hình lớn, và những màn hình mà nó có cái khả năng thu thu hình ảnh rồi nhiều. Ok, rồi rồi tiếp tục á, là ở đây là chúng ta sẽ có một cái thằng 10 bit 422 cái dạng này AVC, thì mỗi người sẽ sử dụng AVC khác nhau. Rồi cái đây là cái bảng mà mình hay xài nhất, là cái bảng 200 phút luôn hả? Tại vì này tại nó hay không. Ok, thường thường thì mình sẽ quay như vậy nè mọi người. Mình sẽ quay là dạng 4K 1.125 MB. Rồi, cái đây là cái dạng mà mình hay quay nhiều nhất. Hiện tại đang thẻ chính là thẻ CF Express DP và thẻ có SD nữa nha. Thì thường á, nếu mà cái này á, thì chúng ta sẽ quay á, thì xuống cái thằng này nó khoảng 150 hay 170 gì đó là nó nhẹ, nhưng mà có thể sử dụng định dạng này cho thẻ V30. Ok, rồi trong cái đèn này á, thì nó tới 225 nãy mọi người thấy. Rồi cái phần này á, thì nó sẽ cao hơn, nó khoảng đây 810 incha, cái phải rất là lớn nha. Rồi tiếp tục, cái phần record này nó sẽ có hai dạng, nhưng mà thường thường chúng ta có thể sơ cua backup một file nhỏ hơn bằng thẻ 2 Encore record function, thì cũng tùy theo mọi người, cái option mọi người có thể chi phí như thế nào cho nó hợp lý ha. Tại vì á, mình thấy gần như là mọi người hay bị dính cái vấn đề gọi là vô cái file cho nó cân bằng. Cái phần này audio thì mình sẽ lắp trên của Tascam, nó cũng có một vài cái dành cho làm cục bự như của Epic Pi vậy á, nó có cái handle vậy á, thì nó sẽ có một cái cục để mà chúng ta thu âm audio nhiều kênh.
phần mid đồ kia nọ mình ít xài quá. Phần này HDMI voice thì có mọi người có thể chỉnh tùy theo mọi người. Cái này là chỉnh màn hình, có thể chỉnh màn hình để mà ăn gian rồi lại trước. Phần VF này rồi anh em fix nó rất là đầy đủ. Và color rất là nhiều nha. Rồi focus. Đây. Nói chung là nó sẽ khá là giống với lại những cái con giống như C70 đồ á. Nên nhìn vô sẽ thấy là đây là cái hàng function. Cái hàng function này á thì như hiện tại mình đang để nè, cũng như mình nói nè, mình đang để cái xe mình gá số 10 để tracking. Rồi sau đó mình mới bấm vô chủ thể nó mới tracking được. Còn không bình thường nó sẽ lựa một cái người mà trên cái màn hình á, các bạn nó sẽ chỉ lóc một người đó thôi. Muốn lắp một người khác phải bấm số 10 và rồi phải lắp trên màn hình, rất là khó chịu. Nhiều khi mình xài R5 với R6 đồ quen á, lâu lâu hơi cọc chỗ đó. Đây là phần file mà có thể nó xuất ra được, thì nó chỉ xuất ra khoảng 4K thôi. Cái phần drip á thì công nhận là cái con R5C này, cái phần drip nó cũng có setup đồ kia nào, nó support rất là kỹ nên rất là dễ sử dụng. Rồi focus screen thì dành cho những cái lens mà giống như của dòng RF, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Bây giờ mọi người có thấy không? Cái thẻ file của nó bây giờ nó xuống còn 35 phút ở cái cục pin đó. Rất là nhanh, nhanh khủng hoảng luôn. Rồi cái fan, mình sẽ nói về cái này. Cái này là cái điểm chí mạng và cái ghét nhất của Sony rồi đó. Lộn của Canon R5C này. Cái này nó all the way, all way on. Nhưng thực chất là lúc nào nó cũng lên đó, chứ không tắt. Chứ trong trường hợp là mọi người khi quay mà bật nút quay á, thì nó chưa quay liền, nhưng mà lát sau á, nó sẽ quay. Đây nè, low nè. Tức là mình sẽ set up để làm sao mà để nó không bị nhanh. Nhưng mà thường thường á, không break á, nó sẽ tắt. Còn nó không break á, là nó sẽ cứ lúc nào cũng bật hết á. Cho dù mọi người coi hình, coi video, nó vẫn là nó chạy đùng đùng hết á. Ok. Rồi. Cái thằng sit down kia là open tele học đủ. Reset house firmware, cái của mình hiện tại là 1.12. Rồi rồi các bạn đây gác cái phân xịch. Ok, hôm qua làm video nhưng mà về tới nhà dựng thì mới phát hiện ra có nhiều cái bị lộn xộn. Thì bây giờ sẽ tiếp tục lại cái này á, là sẽ nói về một cái mà có thể là nhược điểm của này. Cái shutter speed á, hoặc là cái angle á, nó không có thể gá được trong cái bánh xe function này. Nên nếu mà trong trường hợp muốn á, ra lệnh để mà có thể thay được nút function á, một á, là phải bật cái máy lên, xong đó là nó phải vô cái phần này, thì nó có một cái chấm này, thì có cái click này thì em nói phải không? Ok, thì em nói. Nhưng nếu mà ví dụ như muốn gá vô á, thì như mình á, mình phải gá vô cái nút 12 nè, bấm vô nút 12 rồi mới lắng được cái bánh xe. Thì lúc đó là hiểu rồi nha, rất là mình phải gá vô một cái nút để mà ra lệnh để có thể bấm cái nút function. Đó là chỗ đó. Ok. Thì đó là một trong những cái mà muốn chia sẻ tiếp. Rồi hôm qua mình nhận một cái câu hỏi là nên dùng pin VMAU nào thì hiệu quả. Thực sự mà nói pin VMAU thì gần như bây giờ rất nhiều dạng, pin Trung Quốc cũng được mà pin nào cũng ok, nhưng mà đa số á thì cái pin của thằng hồi nãy có nói là cái pin mà nếu mà trong trường hợp chơi pin mà pin sạc bình thường 65W cắm cho trực tiếp để nó sạc á, thì có thể xài được. Còn nếu mà trong trường hợp mà pin VMAU mà để xài qua dummy á, thì cứ kiếm loại pin nào tốt là ok. Và thường thường mấy anh em hay được recommend là xài FX Lion để cho nó gọn. Thì hiện tại có rất 3-4 hãng là nó có đều có size nhỏ như Small Rig, hoặc là của Vigor gì đó, nó cũng có 3-4 hãng, nó cũng xài cũng ok lắm. Nên đừng có lo lắng cho lắm ha. Rồi về vấn đề lens thì vượt được gì rồi á, thì mình có chia sẻ là lens của Tamron nó không được hỗ trợ. Cái này là chính xác nha, khi quay nha, khi chụp thì bình thường. Nhưng mà tôi đang có ba con lens RF2 16-25 là chắc 35 rồi, 16-35 vô tư, con nó thì ok. Nếu mà đó là của Canon, lens Canon nào cũng được sử dụng hết á, 24-105 và 70-200 đã là RF
của Canon và Canon sản xuất thì không có con nào không được hỗ trợ hết. Rồi tiếp tục nữa là cái con dụ cái lens đi thì kể luôn nha. Cái lens của thằng Canon á, như EFS á, như được gì rồi á, nó lấy con 10-18 á, cái con mà dành cho crop á, thì mới lấy đè đầu ra mới xài á, thì mới phát hiện ra một chuyện á, là con này á, nó có khả năng á, là khi mà quay á, nó sẽ để full frame, và sau đó mình zoom vô để vô có thể kích được cái size mà nó chưa bị crop á, nó không bị đèn bốn góc á, thì nó không có crop liền, thì mình zoom vô, thì cái con kể câu chuyện này cho mọi người, nếu mà trong trường hợp mà mọi người có sử dụng á, thì cũng có thể sử dụng nha. Thì cái con 10-18 đó mình có thể zoom về 12 và mình tháo hút ra mình sử dụng được 12 tại 12 luôn. Công khiếp không? Chứ có cái ISO là nó cái khẩu thôi, cái khẩu này nó chỉ khẩu 4, khẩu 5, 6 thì quá tệ. Thì mới lấy thêm cái con Tokina 16 á, 11 16 á thì bỏ vô zoom lên khoảng từ 13 14 là đã xài được luôn. Thì cũng giống như vậy, đấy chứ. Thì lúc đó là có thể xài trên full frame luôn. Còn ví dụ như là trong trường hợp nếu mà muốn drop thì drop thẳng về một S35 thì lúc đó nó drop về y chang nhột cái máy bình thường thì cũng ok. Thì cái này cũng hiệu quả nếu mà trong trường hợp mà mấy anh em có cần nhu cầu sử dụng thì nó cũng rất ok. Có người là trong trường hợp là còn máy shoot outside rộng quốc thì ok, chờ xả láng. Rồi nếu mà trong trường hợp ví dụ như là muốn drop vô vẫn xài được, không sao hết. Chỉ có những cái con lens đợt trước mà mình có nói trước ở trên video trước á thì nó gần như nó hạn chế rất là nhiều. Còn lại thì mấy con này mình thấy xài ok hết. Dòng Opera mình thấy Tokina mình xài không bị gì luôn á. Yeah. Còn chỉ có Tamron không hiểu lý do sao mà con đó bây giờ vẫn đang chờ và nó chưa được hỗ trợ. Riêng Sigma không hiểu sao con Sigma 2470 OS á, cái con mà có chấm rung á, được hỗ trợ nha. Còn đó nếu mà trong trường hợp mà anh em không có điều kiện á, sắm con đó để xài quay ngàm IF vẫn được. Ok. Rồi, đây là những chia sẻ của một người xài R5C sau mấy tháng tìm ra cách giải quyết để có thể thích ứng với con máy. Thì đây là những cái kinh nghiệm mà mình sử dụng qua với lại con R5C. Hy vọng là cái video này bổ ích và hữu ích cho những người có nhu cầu trước và sau khi mua mà hơi bỡ ngỡ dân máy này. Ok. Hẹn mọi người trong một video tiếp theo. Bye bye, see you soon.